Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái video đó là nói về cái kho ngoại quan và tác dụng của nó như thế nào. Đó. Thì kho ngoại quan thì chúng ta hiểu đơn giản đó là nó cũng giống như cái kho thông thường thôi, nhưng nó có cái mặt khác biệt về vấn đề hải quan. Đó. Thứ nhất là kho ngoại quan là kho lưu trữ hàng hóa là thuộc hàng hóa ở nước ngoài. Nếu nào ở nước ngoài, ví dụ hàng hóa nhập khẩu chưa thông quan nhập khẩu vào Việt Nam. Thứ hai, hàng hóa xuất khẩu là những hàng hóa đã thông quan xuất khẩu rồi. Đã thông quan xuất khẩu có nghĩa là hàng hóa đó là thuộc về hải quan, về mặt hải quan là nó là thuộc hàng hóa nước ngoài. Thì những cái hàng hóa này sẽ được phép lưu giữ trong kho ngoại quan. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kho ngoại quan đặt dưới sự giám sát của hải quan, an ninh hải quan để kiểm soát cái hàng hóa. Tại vì hàng hóa là thuộc nước ngoài rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta mang từ kho ngoại quan vào mà không có thông qua cái yêu cầu của hải quan thì chúng ta sẽ xem như là hàng lậu. Như vậy thì đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý cái đặc điểm của kho ngoại quan như thế. Vậy trong những trường hợp nào thì chúng ta sử dụng cái kho ngoại quan? Đó, thứ nhất là đối với hàng hóa nhập khẩu chúng ta chưa hoàn thành thủ tục thông quan nhập khẩu đối với lô hàng vượt quá cái thời gian quy định của luật hải quan Việt Nam thì chúng ta sẽ làm cái động tác là ký cái hợp đồng và yêu cầu là xin được phép là thuê cái kho ngoại quan để lưu giữ và chờ cái hàng hóa đó đủ giấy phép, đủ điều kiện để thông quan nhập khẩu, và khi đó chúng ta sẽ làm cái thủ tục xuất kho ngoại quan và nhập vào trong nội địa, và sau đó chúng ta vẫn khai báo hải quan nhập khẩu cho lô hàng bình thường, tiến hành thông quan nhập khẩu đấy. Đó là cái thứ nhất đối với hàng nhập khẩu. Hàng xuất khẩu thì sau khi chúng ta đã hoàn tất thủ tục thông quan rồi, nhưng vì lý do đấy hàng hóa chúng ta bị trễ, không xuất khẩu được, không đem ra nước ngoài được đó. Ví dụ như là khách hàng ở nước ngoài hủy bỏ, không có thực hiện tiếp hợp đồng nữa, hoặc là cái lô hàng đấy gặp cái trục trặc gì đấy là không có thể đưa ra nước ngoài được và vượt quá cái thời gian quy định của luật hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan, thì khi đó chúng ta phải sử dụng đến cái kho ngoại quan để lưu trữ cái hàng hóa xuất khẩu đã thông quan đó vào kho ngoại quan để chờ tiếp tục cái thời gian thực hiện cái hợp đồng để chúng ta làm thủ tục để xuất khẩu cái lô hàng đó đi tiếp. Nhớ là khi cái hàng hóa đã thông quan xuất khẩu hoặc chưa thông quan nhập khẩu vượt quá cái thời gian quy định của luật hải quan được lưu tại bãi hoặc là kho thông thường ở cảng, thì cái đó chúng ta phải sử dụng đến cái trợ giúp đó là của kho ngoại quan để chúng ta lưu trữ tiếp để tiếp tục thực hiện cái việc đó, tránh trường hợp chúng ta sẽ bị phạt vì vi phạm, vì chúng ta vi phạm cái thông tư luật hải quan. Ví dụ đối với luật hải quan là hàng hóa không được vượt quá 30 ngày đối với hàng nhập. Đó, nghĩa là chúng ta chậm thông quan 30 ngày đối với hàng nhập sau khi đến cửa khẩu đầu tiên thì chúng ta sẽ vi phạm. Đối với hàng xuất cũng thế, sau khi hàng hóa đã thông quan xuất khẩu rồi vượt quá 30 ngày mà không mang ra khỏi Việt Nam thì cái đó tạo vi phạm. Đấy là những cái nội dung mà mình chia sẻ về cái kho ngoại quan. Đó. Các bạn thấy hay và có ích thì hãy like và share video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ ạ, có những động lực ra những video tiếp theo. Đó, xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở các cái video tiếp theo.